Trong vòng 10 năm qua, Raymond Wong thuộc trang team Mashable Đông Nam Á luôn khuyên mọi người mua MacBook của Apple. Bỏ hệ điều hành sang một bên, những chiếc MacBook Air và MacBook Pro của Apple dù có giá khá cao, luôn mang lại trải nghiệm tốt hơn. Nhưng nếu không có một số tiền quá lớn so với ngân sách để mua MacBook, thì bạn có thể cân nhắc tới Surface Laptop 2 của Microsoft có giá khởi điểm 999 đô. Đó là sự gợi ý của ông cho một chiếc laptop tốt nhất năm. Về mặt phần cứng, nó vẫn là một chiếc laptop tuyệt vời với đủ các cổng kết nối. Như chiếc Surface Laptop đầu tiên, thứ được nâng cấp mạnh mẽ nhất nằm bên trong cấu hình của máy. Vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 8 hứa hẹn cho hiệu năng nhanh hơn lên đến 85% theo lời của Microsoft. Nếu bạn muốn mua một chiếc MacBook với giá 999 đô, lựa chọn duy nhất là MacBook Air, nhưng cấu hình của nó lỗi thời đến mức tôi không dám khuyên bất kỳ ai mua cả. Nói sơ về cấu hình của Surface Laptop 2, máy sử dụng vi xử lý Intel Core i5 thế hệ thứ 8, RAM 8GB, ổ cứng 128GB. Các chiếc laptop 999 đô khác thường có vi xử lý chậm hơn, RAM ít hơn, ổ cứng cũng ít hơn. Những thứ càng dùng lâu bạn sẽ càng cảm thấy thiếu thốn. Hiệu năng mạnh mẽ, ngoài việc là một sản phẩm có giá tiền cực kỳ hợp lý, sự thay đổi quan trọng bậc nhất trên Surface Laptop 2 là hiệu năng. Microsoft cho biết Laptop 2 nhanh hơn đến 85% so với Surface Laptop thế hệ trước. Không ngạc nhiên khi Laptop 2 nhanh hơn, bởi vi xử lý của nó có 4 nhân so với đời trước chỉ 2 nhân. Các ứng dụng tận dụng nhiều nhanh như Photoshop, Adobe Premiere CC sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ sức mạnh được gia tăng này. Hiệu năng đồ họa trên chiếc Laptop 2 còn nhanh hơn đáng kể so với chiếc Laptop đời đầu. Dù chỉ có card đồ họa tích hợp Intel UHD 620, tức giống hệt Intel HD 620 trên chiếc laptop, bài test GPU trong Geekbench 4 cho thấy laptop 2 nhanh hơn laptop đến 63,3% khi thực hiện các hoạt động dùng cho các tác vụ như xử lý hình ảnh, hệ điều hành. Nói về Windows 10, chiếc laptop 2 không đi kèm với Windows 10S như chiếc laptop đời đầu. Ngay khi mở hộp, bạn sẽ có được một chiếc laptop chạy Windows 10 thực sự, chứ không phải là một phiên bản Windows 10S chỉ cho phép cài ứng dụng từ Windows Store. Thiết kế vẫn ngon nhưng vẫn không có USB-C. Giá trị và hiệu năng là thứ duy nhất mà bạn cần biết về laptop 2. Mọi thứ khác y hệt đời trước, bàn phím cũng như trước, với các phím kiểu chích nét có hành trình phím khá tốt. Gõ trên chúng mang lại cảm giác thoải mái hơn bàn phím phẳng trên những chiếc MacBook mới. Màn hình cảm ứng 13,5 inch trên chiếc laptop 2 vẫn rực rỡ như phiên bản cũ. Microsoft cho biết nó có tỷ lệ tương phản tốt hơn trước, đạt mức 1500:1. Màn hình thực sự sáng và sắc nét, và tôi hiếm khi phải đẩy độ sáng lên 100%. Giám đốc sản phẩm của Microsoft Panos Panay giải thích về sự thiếu vắng cổng USB-C trên Laptop 2 và Surface Pro 6 một cách thẳng thắn và thành thực như sau. Nó vẫn chưa sẵn sàng, và ông không sai, ngay cả khi USB-C đã ra mắt được nhiều năm thì USB-A vẫn cực kỳ phổ biến trên thị trường. Không lạ khi nhiều phụ kiện và các cổng sạc tại các nơi công cộng như sân bay, trên tàu hỏa đều không thấy bóng dáng của USB-C. Chiếc laptop tốt nhất năm. Raymond Wong nhận định rằng Surface Laptop 2 là chiếc laptop tốt nhất của năm. Surface Laptop 2 đẹp và được thiết kế tốt, đặc biệt là phiên bản đen nhám. Bàn phím của máy sẽ không hỏng nếu bạn lỡ làm bay bụi vào các phím. Tất nhiên trải nghiệm gõ phím rất tuyệt vì hành trình phím dài. Trackpad cũng rất xuất sắc, màn hình cảm ứng rực rỡ và nó còn có cổng USB-A. Thời lượng pin cũng là điểm mạnh của Laptop 2. Microsoft khẳng định thời lượng pin lên đến 14,5 giờ nếu dùng cho video trên máy như chiếc Surface Laptop đời đầu. Surface Laptop 2 chạy Windows 10 Home và có hiệu năng nhanh hơn, mượt mà hơn. Thiết bị duy nhất ông nghĩ có thể đạt được tiêu chuẩn độ mỏng như Surface Laptop 2 là Huawei MateBook X Pro. Nhưng như đã nói ở trên, để sở hữu nó bạn phải bỏ ra 1500 đô. Có vẻ như chúng ta đang sống trong một thế giới đảo ngược, khi mà Microsoft đã thay thế Apple để làm ra những chiếc laptop tốt nhất cho mọi người. Đó là điều xảy ra khi bạn tập trung toàn lực vào những tính năng chủ chốt của một laptop, thay vì theo đuổi sự mỏng nhẹ của nó. Các bạn thấy sao nhỉ? Hãy comment bên dưới video này nhé! Và đừng quên like và subscribe kênh của bọn mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.